Xin chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Q&A. Và bây giờ là lúc để chúng ta sẽ cùng hướng tới những trận đấu vào cuối tuần này. Rõ ràng là nhịp độ của bóng đá vào lúc này đang tăng dần lên, mặc dù đã có một chút thay đổi đúng không ạ, khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là các trận đấu vào buổi đêm đã được thi đấu vào giờ mùa đông. Nhưng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ khiến cho chúng ta thích nghi một cách dễ dàng thôi. Và điều quan trọng là tôi vẫn thấy các bạn đặt rất nhiều câu hỏi ở trên tab cộng đồng của kênh YouTube Huấn luyện viên Anh Quân cho chương trình Q&A. Hãy đến với phần trả lời của tôi ở tuần này. Bạn Lê Huy, It's My Love, em chào anh nghĩ Tottenham hay Chelsea sẽ giành chiến thắng ở trận derby tới đây? Khi ở 5 trận derby gần nhất giữa hai đội thì The Blue thắng tới 3, hòa 1 và Tottenham chỉ có 1 trận thắng. Nhưng hiện tại Tot đang đứng đầu bảng cùng với phong độ cao của Son, thêm nữa là họ được chơi trên sân nhà. Còn Chelsea thì đang có phong độ thất thường. Vậy theo anh thì anh nghĩ như thế nào? Đây là câu hỏi rất khó để có thể trả lời đúng không ạ? Hãy cùng dự đoán nhé. Thực tế cuộc đấu giữa Tottenham và Chelsea cũng là derby của thành London, nhưng không mang tính thù địch cũng như bầu không khí sôi sục như những trận derby khác. Họ chưa phải kẻ thù truyền kiếp của nhau, và trận đấu này hai đội mang thiên hướng của một cuộc đọ sức giữa các đội trong nhóm đại gia hơn là trận derby. Tiếng nói lịch sử đang nghiêng về Chelsea khi họ đang thắng hợp 3 trên 5 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên cuộc đối đầu này Spurs đang có lợi thế cả về mặt con người, với sự cổ vũ của các khán giả cũng như về phong độ nữa. Sự thăng hoa của Son cũng như dàn cầu thủ của Spurs là không thể bàn cãi trong thời gian gần đây. Khi được chuyển vào thi đấu vị trí số 9, Son khiến tất cả kinh ngạc nếu so với phong độ có phần trồi sụt ở mùa giải trước. Sở dĩ việc Son tỏa sáng như vậy cũng có những đóng góp rất lớn của James Maddison, một trong những tiền vệ hay nhất ở thời điểm hiện tại. So về mặt con người, Chelsea không thể đọ được với những cá nhân kể trên. Nhưng nên nhớ đây là một đội bóng cực kỳ khó lường. Điều The Blue còn thiếu chính là sự ổn định. Họ có thể chơi rất hay trước các ông lớn nhưng lại dễ dàng mất điểm trước các đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Nhưng điều quan trọng là Chelsea đã biết cách đối phó khi gặp các đội trong nhóm Big Six. Họ có thể thua Brentford, nhưng từ đầu mùa đến giờ Pochettino và các ông trò luôn giành được điểm số khi đối đầu với các ông lớn. Không nhiều người dự đoán họ có thể làm khó được Arsenal, nhưng cuối cùng chính Chelsea mới là những người phải tiếc nuối vì chỉ có được một điểm. Nhưng khả năng đây sẽ lại là một trận đấu hòa của hai đội. Chelsea sẽ biết cách ghi bàn vào lưới đối thủ và tiếp tục giữ thành tích bất bại trước các ông lớn trong mùa giải năm nay. Bạn Nguyễn Thiện Hữu, xin chào bình luận viên Anh Quân. Với việc Stone đã trở lại sau chấn thương thì bộ tứ vệ của Man City với những con người đẳng cấp nhất sẽ gồm những ai? Akanji có vẻ rất được Pep yêu ái khi mà mùa trước và từ mùa này đến nay được ra sân rất nhiều. Nhưng em đánh giá cầu thủ này vẫn chưa thể đạt đến trình độ cao nhất, vẫn hay mắc khá nhiều sai lầm. Vậy theo cá nhân của em, bộ tứ vệ tốt nhất sẽ là Kai Walker, Stone, Diaz, Vardion. Rất mong anh trả lời và đưa ra những sự lựa chọn của mình. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã đặt câu hỏi cho tôi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời này nhé. Ngay từ khi Manchester City chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Josko Vardion, người hâm mộ đã đánh giá rất cao về chiều sâu đội hình của những nhà đương kim vô địch châu Âu mùa này. Ngay ở vị trí trung vệ, Pep Guardiola đã sở hữu trong tay những cái tên chất lượng như Ruben Dias, Akanji hay John Stone. Thậm chí cả những gương mặt như tân binh Vardion cùng với cả Nathan Ake cũng đều sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ ở trung tâm hàng phòng ngự một cách xuất sắc. Nhưng để có thể lựa chọn ra một bộ tứ vệ có phong độ ổn định nhất để nửa xanh thành Manchester có thể tự tin sử dụng ở những trận đấu quan trọng, Ruben Dias chắc chắn sẽ phải là gương mặt đầu tiên được nhắc tới vào lúc này. Trung vệ người Bồ Đào Nha luôn là chốt chặn đáng tin cậy dành cho ông thầy người Tây Ban Nha kể từ khi chuyển tới sân Etihad và luôn cho thấy bản thân mình có được cái đầu lạnh trong những trận cầu căng thẳng bậc nhất của mùa giải. Người sẽ được sắp xếp thi đấu bên cạnh Dias ở trung tâm hàng phòng ngự The Citizen nhiều khả năng sẽ là John Stone, khi mà trung vệ người Anh đang là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất của hàng thủ vào lúc này. Dù mới trước Stone đã để lại nhiều ấn tượng khi được thi đấu ở vị trí mỏ neo của hàng phòng ngự, nhưng những tố chất của ngôi sao này vẫn sẽ được đánh giá cao nhất khi án ngữ trước khung thành của đội nhà. Ở hành lang cánh trái, tân binh Josko Vardion sớm thể hiện được giá trị của mình nhờ vào sự toàn diện trong lối chơi. Nền tảng thể lực bền bỉ của hậu vệ người Croatia giúp cho bản thân anh có được niềm tin của Pep Guardiola khi mới chỉ tới với nước Anh vào mùa hè vừa qua. Chính sự đa năng ở khả năng tấn công lẫn phòng ngự giúp cho Vardion trở thành sự lựa chọn tối ưu ở hành lang cánh trái này. Trong khi đó, ở phía đối diện, kinh nghiệm của Kyle Walker vẫn sẽ luôn được đánh giá rất cao để cân bằng được sức trẻ mà Pep đang mang đến cho đội hình của mình. Bạn Mèo Không Chủ, chào bình luận viên Anh Quân. Em được biết một số bộ môn eSport đã áp dụng thể thức loại Thụy Sĩ để thay cho vòng bảng. Mùa giải sau thì Champions League cũng áp dụng thể thức Thụy Sĩ. Em được biết ưu điểm của thể thức này là giảm số trận đấu và sẽ không có các trận đấu vô thưởng vô phạt. Liệu thể thức này có được áp dụng cho World Cup và Euro trong tương lai không? Do em thấy đang có xu hướng tăng số đội tham gia vào các giải đấu lớn. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Hãy cùng đến với câu trả lời của tôi.
Từ năm 2024, Cúp C1 châu Âu sẽ áp dụng thể thức Thụy Sĩ ở vòng bảng. UEFA đã xác nhận họ chính thức thông qua thể thức này trên trang chủ. Vậy thể thức Thụy Sĩ là gì? Theo quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Âu, từ năm 2024 giải đấu sẽ được mở rộng từ 32 đến 36 đội vòng bảng và sẽ thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ để tìm ra 24 đội mạnh nhất tiếp tục thi đấu. Trong đó có 8 đội trực tiếp vào vòng 1/8 và 16 đội đá playoff để tìm ra 8 đội còn lại. Thể thức Thụy Sĩ là cách chia cặp trong một giải đấu, thường là thể thao. Thể thức này được vận hành một cách đơn giản như sau. Có 2 cách để bắt đầu vòng 1. Cách 1, các đội bốc thăm ngẫu nhiên đối thủ của mình. Cách 2, các đội được bốc cặp theo các chỉ số đánh giá được quy định trước. Từ vòng 2, các đội thắng trận 1 sẽ gặp nhau, các đội thua trận 1 sẽ gặp nhau. Vòng 3, các đội thắng 2 trận liền sẽ gặp nhau, các đội có thành tích 1 trận thắng sẽ gặp nhau. Các đội có thành tích 2 trận thua sẽ gặp nhau, cứ vậy cho đến hết giải. Các đội không được gặp nhau quá 1 lần. Ưu điểm lớn nhất của thể thức Thụy Sĩ là không giới hạn đội tham dự. Tuy nhiên, xét riêng ở Champions League thì điều này không quan trọng vì chắc chắn đã có 36 đội tham gia. Ưu điểm thứ hai của thể thức Thụy Sĩ là tìm ra được đội đứng đầu một cách công bằng nhất. Về cơ bản, nhà vô địch sẽ phải gặp gần như tất cả các câu lạc bộ mạnh nhất của giải, do đó tính hấp dẫn cũng rất cao. Tuy nhiên, càng xếp sau thì tính chính xác càng thấp đi. Đơn cử như vị trí số 16 chỉ gặp những đội ngang cơ ở vòng cuối, còn những vòng đầu có thể có sự chênh lệch lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là các đội đã lọt vào vòng trong có thể quyết định ai đi tiếp, ai bị loại. Ví dụ như một đội top 8 đã chắc chắn đi tiếp gặp một đội cạnh tranh top 16 sẽ có ưu thế trong việc quyết định. UEFA đã hạn chế điều này một chút bằng việc quyết định đá playoff các đội từ 8 tới top 24 nhưng không thể giải quyết triệt để. Ngoài ra, các đội sẽ không biết trước được vòng sau mình sẽ gặp đối thủ nào, do đó sự tính toán trong chiến lược mùa giải sẽ có nhiều biến số. Cuối cùng, nếu có một trận đấu nào bị hủy hoặc hoãn lại thì cả giải sẽ không thể tiếp tục vì yêu cầu phải có kết quả để sắp xếp lịch thi đấu tiếp theo. Trong khi đó, các giải bóng đá hiện nay, việc hoãn lịch đá bù diễn ra khá thường xuyên. Còn việc thể thức loại Thụy Sĩ có được áp dụng tại World Cup hay là Euro hay không thì tương lai sẽ trả lời chúng ta. Điều này còn phụ thuộc vào việc Champions League ở mùa sau có tổ chức thành công hay không. Bạn Hiếu Hoàng Trung, em chào anh Quân cùng với phong độ đám bay cao. Tottenham cần những điều kiện gì để có thể đạt được hoặc ít nhất là cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch? Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều vì một cái câu hỏi khá thú vị như thế này. Hãy đến với câu trả lời của tôi. Sau 10 trận, Tottenham thắng 8 và hòa 2, chiếm đỉnh bảng với khoảng cách 2 điểm so với Arsenal và Man City. Không chỉ là kết quả, fans thực sự phấn khích vì lối chơi, thì trong một thời gian ngắn, Ange Postecoglou đã tạo ra được nhịp độ và cảm hứng mạnh mẽ trong đầu của các cầu thủ, giúp họ nhập cuộc sung mãn, kết nối hoàn chỉnh với nhau. Cách Tottenham giành chiến thắng cũng rất đa dạng, áp đặt có, vượt khó có, lội ngược dòng cũng có. Thầy trò Postecoglou không bị ép vào một khuôn mẫu cố định nào và vẫn thể hiện được sự sáng tạo qua từng trận đấu. Dưới sự kích thích của Postecoglou, một loạt gương mặt cũ bùng nổ dữ dội. Son Heung-min tìm lại cảm giác ghi bàn của một sát thủ, trở thành trung phong toàn năng thay thế Harry Kane. Pape Sa và Bissouma cũng chơi ăn ý không ngờ trong mùa giải đầu tiên đá cặp với nhau. Đặc biệt là Bissouma từng có lúc tưởng như là bom xịt của đội. Thêm vào đó, những tân binh cũng hòa nhập tuyệt vời, đơn cử như James Maddison, Van der Ven, Udogie hay thủ môn Vicario. Cái tài của Postecoglou chính là đây, kết hợp những cầu thủ có đầy vấn đề trở thành một tập thể đúng nghĩa, tạo ra sức mạnh cộng hưởng. Dù Tottenham thắng rất nhiều nhưng không khó để nhận ra những vấn đề của đội bóng này. Một đội bóng mạnh rất ít khi để mình rơi vào thế bị dẫn trước. Nhưng Spurs thì ngược lại, ngay ở trận mở màn gặp Brentford, dù Tottenham mở tỷ số ngay phút thứ 11 thì tới phút 36 họ bị dẫn lại 1-2. Sau đó có mạch 4 trận liền, Spurs bị Fulham, Burnley, Sheffield và Arsenal ghi bàn trước. Đáng nói ở trận gặp Sheffield, hai bàn gỡ của Spurs đến ở phút bù giờ thứ 8 và 10 của hiệp 2. Nỗ lực là có nhưng một phần cũng do may mắn nữa. Và để nói về may mắn thì cũng không thể không nhắc đến chiến thắng của Spurs trước Liverpool. Đấy là 3 điểm có dấu ấn quá lớn của trọng tài với rất nhiều những quyết định tranh cãi. Đỉnh điểm trong đó là tước đi một bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz. Có thể thấy hàng thủ Tottenham dù đã chơi ổn hơn so với kỳ vọng nhưng vẫn chưa đạt đến độ chắc chắn của một ứng viên vô địch. Họ vẫn có những giây phút mất tập trung, chuyền sai hoặc mất bóng ngay phần sân nhà. Lịch thi đấu đầu mùa giải ủng hộ Tottenham khi 7 trên 9 đối thủ họ gặp là ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nhưng sướng trước thì khổ sau. Giai đoạn từ nay tới Giáng sinh hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt. Tottenham đã thắng Man United, Liverpool cầm hòa Arsenal nhưng vẫn còn đó Chelsea, Newcastle và đặc biệt là Man City. Đại chiến với City sẽ diễn ra tại Etihad vào ngày 3 tháng 12. Cứ cho là hai đội duy trì khoảng cách 2 điểm, đến lúc đó thì cũng chỉ cần một chiến thắng để City chiếm lấy ngôi đầu bảng của Spurs mà thôi. Đấy là chưa nói đến việc Tottenham hoàn toàn thể sẩy chân ở các trận đấu khác trên hành trình tới Manchester. Bạn Huy Lê 5011, anh Quân nghĩ là trong năm 2024 Bellingham sẽ có cơ hội được quả bóng vàng nếu chơi tốt ở Real Madrid cũng như là giúp đội tuyển Anh có thành tích tốt ở Euro không ạ? Vâng, đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị
và chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời của tôi ngay bây giờ. Từ khi gia nhập Real Madrid với giá 103 triệu euro trong mùa hè 2023, Jude Bellingham đã thể hiện phong độ trên cả tuyệt vời. Mới nhất ở trận thắng Barca tại El Clasico, anh đã ghi cả hai bàn để giúp kênh kênh trắng ngược dòng đầy kịch tính. Anh trở thành cầu thủ Real đầu tiên ghi hai bàn trong trận ra mắt El Clasico trong thế kỷ 21. Bellingham hiện đã có 10 bàn thắng ở La Liga chỉ sau 10 trận, dẫn đầu danh sách vô phá lưới nếu tính trên mọi đấu trường. Sau trẻ người Anh đã có 13 bàn và 3 kiến tạo sau 13 trận. Dĩ nhiên, tham vọng của Jude Bellingham không chỉ dừng lại ở danh hiệu cậu bé vàng, thì anh muốn hướng tới chính là quả bóng vàng, danh hiệu cá nhân cao quý nhất của một cầu thủ. Dựa trên những màn trình diễn ấn tượng hiện tại, không bất ngờ khi Jude Bellingham trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng 2024. Cầu thủ người Anh gần nhất giành được giải thưởng danh giá này là Michael Owen vào năm 2001. Giờ đây, Bellingham trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh, có thể tiếp bước đàn anh. Thực tế là Jude Bellingham cũng đang có khá nhiều điều kiện thuận lợi để đạt được giải thưởng danh giá này. Năm 2024 có sự kiện Euro và đội tuyển Anh của Bellingham là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Tam sư đang duy trì phong độ xuất sắc và ổn định sau nhiều năm được Gareth Southgate dẫn dắt. Họ cũng sở hữu dàn ngôi sao hùng mạnh ở mọi tuyến để có thể tiến tới ngai vàng châu Âu. Đội tuyển Anh từng về nhì tại Euro 2020 khi thua đau đội tuyển Italia ở loạt luân lưu trong trận chung kết. Họ cũng vào tới tứ kết World Cup 2022 trước khi thua sát nút đội tuyển Pháp với tỷ số 1-2. Năm 2024 có thể là thời điểm chín muồi để dàn sao xứ sở sương mù giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1966. Trong khi đó, ở cấp độ câu lạc bộ Real Madrid vẫn là một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga và Champions League. Kênh kênh trắng đang dẫn đầu La Liga sau 11 vòng và cũng toàn thắng ở vòng bảng của UEFA Champions League. Nếu tiếp tục tỏa sáng giúp Real và đội tuyển Anh tiến xa tại các giải đấu thì có khả năng Jude Bellingham sẽ giành được quả bóng vàng 2024. Nhìn sang các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Bellingham cũng đang có lợi thế không nhỏ. Haaland thiệt thòi vì khoác áo đội tuyển Na Uy, còn Mbappe cùng Paris Saint-Germain khó tiến sâu ở Champions League. Mọi thứ về quả bóng vàng 2024 đến lúc này chỉ là phỏng đoán, nhưng nhiều khả năng một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra với một cái tên có thể chấm dứt hoàn toàn kỷ nguyên thống trị của Messi và Ronaldo. Jude Bellingham, Mbappe và Haaland chắc chắn là ba ứng viên sáng giá nhất. Nguyễn Hoàng Lương, em chào anh cho em hỏi, World Cup với C1 giải đấu nào quan trọng hơn, giải đấu nào hay hơn, giải đấu nào có tác động lớn hơn đến danh hiệu của ông vàng? Nếu là cầu thủ thì sẽ muốn vô địch giải đấu nào hơn, vẫn có thể sắp xếp một đội hình cầu thủ có cả World Cup và quả bóng vàng được không? Em đã đặt nhiều câu hỏi chưa được một lần nào trả lời, nhưng vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi mà may mắn được trả lời. Em cảm ơn anh, chúc ekip nhiều sức khỏe để ra nhiều clip hay về bóng đá. Em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã kiên nhẫn với tôi. Đương nhiên rồi, World Cup theo ý kiến cá nhân tôi là giải đấu có giá trị hơn. Và hãy cùng đến với câu trả lời chi tiết nhé. Thực chất mỗi người có một quan điểm riêng về việc World Cup hay Champions League quan trọng hơn. Cái chính nằm ở góc nhìn của từng cá nhân. Chẳng hạn huấn luyện viên Jose Mourinho đã từng gây xôn xao khi khẳng định trên ESPN trận chung kết Champions League là quan trọng nhất thế giới. Nó còn lớn hơn cả World Cup vì các đội bóng vào tới đây đều có đẳng cấp hơn các đội tuyển quốc gia. Những đội không thể nào mua cầu thủ tốt nhất được. Ý kiến của Mourinho đã gây tranh cãi sôi nổi trên diễn đàn ESPN. Người đồng tình, người lại phản đối và thực chất cũng chẳng có bất cứ một quy chuẩn nào để khẳng định giải đấu nào quan trọng hơn cả. Cuộc tranh cãi này không chỉ là của các cổ động viên mà nó còn lan sang giới cầu thủ và chuyên gia. Wesley Snyder, cầu thủ đã chơi thành công tại cả Champions League và World Cup, cho biết quan điểm: "Tôi thích xem các đội như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay là New Zealand thi đấu, nhưng bạn phải tin rằng Champions League là giải đấu tốt hơn." Nhưng chuyên gia bóng đá Allan Hansen lại nhận định rằng World Cup hơn Champions League và chỉ ra những sai lầm trong cách so sánh của Mourinho. Theo Hansen, World Cup có những trận đấu kém chất lượng tại vòng bảng, như ở vòng ngoài Champions League cũng có những trận đấu chẳng ai nhớ đến. Còn nếu để xét bóng vàng thì nó còn tùy thuộc vào ảnh hưởng của cầu thủ đối với đội bóng. Nhưng phần nào đó World Cup vẫn cho thấy sức ảnh hưởng lớn hơn một chút. Trường hợp của Messi là một ví dụ. Tiếp theo, với những cầu thủ từng vô địch cả World Cup lẫn Champions League hoàn toàn có thể sắp xếp được một đội hình thi đấu mạnh bậc nhất mọi thời đại. Theo thống kê, có tới gần 60 cầu thủ đã làm được điều này từ trước tới giờ. Rất nhiều cái tên mà hầu hết chúng ta đều có thể quen mặt kể tên, bao gồm Roberto Carlos, Alexandro, Del Piero, Ronaldinho, Philip Lam, Xabi Alonso, Casillas, Pirlo, Xavi, Kaká, Iniesta, Zidane, Torres, Henry, Kroos, Varane, Neuer, Ramos và rất nhiều cầu thủ đẳng cấp khác nữa. Mình nghĩ với những cái tên này chúng ta có thể sắp xếp được rất nhiều đội hình vĩ đại khác nhau, cực kỳ đa dạng. Bạn Dũng Bùi, em chào anh. Real Madrid đang có rất nhiều những cái tên tiềm năng ở hàng công cũng như ở hàng tiền vệ, nhưng vị trí trung vệ của Real không có một cái tên nào mang đến sự yên tâm cả. Ngay cả những tin chuyển nhượng của Real cũng không nhắm đến một hậu vệ trẻ nào thực sự đẳng cấp. Vậy theo anh, kênh kênh trắng đang toan tính điều gì ở vị trí này? Em cảm ơn anh.
rõ ràng là ban lãnh đạo của Real họ có quyền được sắp xếp những cái kế hoạch của riêng mình, và chúng ta rất khó để biết được là họ đang tính toán điều gì. Hãy đến với câu trả lời chi tiết của tôi nhé. Không phải Real Madrid không có ý định tăng cường sức mạnh ở hàng phòng ngự, nhưng rõ ràng mùa hè vừa qua Los Blancos cần ưu tiên cho hàng tiền đạo cũng như hàng tiền vệ hơn. Với việc bộ đôi Toni Kroos cùng Luka Modric bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp Real Madrid, đương nhiên cần một cái tên khác đủ đẳng cấp để có thể gánh vác tuyến giữa của kiền kiền trắng trong tương lai. Và Jude Bellingham là mục tiêu số 1 của họ. Cựu cầu thủ Dortmund là một trong những tiền vệ được săn đón nhiều nhất trước kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Trước khi đạt được những thỏa thuận với Real Madrid, cầu thủ trẻ sinh năm 2003 nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn ở ngoại hạng Anh như Liverpool, Manchester United, Man City. Nhưng cuối cùng tiền vệ người Anh đã bị thuyết phục bởi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Dù phải chi tới hơn 100 triệu euro, nhưng với những đóng góp mà Jude Bellingham đang tạo ra ở Real Madrid, đây rõ ràng là khoản đầu tư vô cùng xứng đáng. Quả bóng vàng 2022 Karim Benzema rời đi, đồng nghĩa với việc Real thiếu đi lực lượng ở mặt trận tấn công. Vinicius cùng Rodrigo Goes tiềm năng nhưng lại thiếu đi sự ổn định. Vậy nên kênh kênh trắng cần bổ sung thêm người ở mặt trận này. Dẫu vậy họ đã chi quá nhiều tiền cho Jude Bellingham và vì thế không còn quá nhiều sự lựa chọn để Real có thể nhắm đến. Và Jose Lu là phương án chữa cháy thích hợp ở thời điểm hiện tại. Ở hàng phòng ngự họ vẫn còn những cái tên nổi bật như Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Rudiger, Mendy. Nhân sự ở tuyến này về cơ bản là dày dạn và đủ để cho Los Blancos có thể chinh chiến ở nhiều đấu trường. Tất nhiên là Real vẫn muốn nâng cao chất lượng của hàng thủ, nhưng họ sẽ tập trung để mang về một cái tên đẳng cấp. Và cái giá để đưa về một bom tấn đương nhiên là không hề rẻ một chút nào. Họ đã bỏ một khoản tiền quá lớn cho Bellingham. Vậy nên nếu muốn có thêm cầu thủ chất lượng ở hàng phòng ngự, các Madridista có lẽ sẽ phải đợi đến mùa hè sang năm. Bạn Quintala, em chào anh Quân. Em thấy dạo này TikTok có trend so sánh cầu thủ Suarez 2015, Lewandowski 2020 với Benzema 2022. Theo anh, ai là người hay nhất năm của họ? Em cảm ơn anh. Một sự so sánh rất thú vị. Hãy đến với sự so sánh đó. Đây thực sự là một câu hỏi khó vì mỗi người lại có một cái hay riêng ở từng thời điểm. Với Luis Suarez mùa giải 2015-2016, tiền đạo người Uruguay có cho mình 59 bàn thắng sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh là cầu thủ duy nhất đạt được 50 bàn thắng trong một mùa giải ngoài Ronaldo và Messi. Với Lewandowski mùa giải 2019-2020, cầu thủ người Ba Lan có cho mình tổng 55 bàn thắng sau 47 lần ra sân, còn Benzema thì có 44 bàn sau 46 trận. Nếu xét riêng về số bàn thắng ghi được, Lewandowski là người nhỉnh hơn so với hai người đồng nghiệp. Luis Suarez đã có một năm 2015 bùng nổ và việc anh vắng mặt trong top 3 quả bóng vàng cũng khiến nhiều người phải nuối tiếc. Chân sút người Uruguay không hề kém hơn bất kỳ ai trong 3 người lọt vào danh sách cuối cùng về độ bùng nổ trong năm 2015, nếu không muốn nói là ăn đứt. Trong hành trình đưa Barca đến với ngôi vô địch Champions League 2015, tiền đạo người Uruguay thường xuyên nổ súng vào những thời điểm quan trọng. Đó là cú đúp vào lưới Man City ở vòng 16 đội, một cú đúp nữa vào lưới Paris Saint-Germain ở vòng tứ kết. Trên hết là bàn thắng cực kỳ quan trọng trước Juventus ở trận chung kết. Ở cả hai trận siêu kinh điển trong năm 2015, Suarez ghi được đến 3 bàn. Neymar cũng ghi không ít bàn ở các trận quan trọng, nhưng thời điểm lại là khi đối thủ đã buông xuôi, bàn ấn định tỷ số 3-1 vào phút 90+7 ở trận chung kết của UEFA Champions League. Với Levan, anh cũng góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú ăn 3 với chức vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Lewandowski còn giành 4 danh hiệu vua phá lưới trong mùa giải 2019-2020, ghi bàn nhiều nhất Bundesliga, Cúp Quốc gia, Champions League và cả mùa giải toàn châu Âu. Nhưng dịch bệnh Covid-19 và phong độ không mấy ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia Ba Lan có lẽ đã khiến tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội giành quả bóng vàng trong sự nghiệp. Còn Benzema, tiền đạo người Pháp góp công lớn giúp Real Madrid ăn 3 danh hiệu gồm siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League. Anh cũng ghi 15 bàn ở Champions League, trong đó 10 bàn đến từ vòng knockout. Anh kết thúc mùa giải với cú đúp giải thưởng, vua phá lưới Champions League và La Liga, qua đó giành luôn quả bóng vàng 2022. Nhìn chung việc so sánh các thủ ở giai đoạn đẳng cấp nhất của họ nhưng lại không cùng một thời điểm thực sự là một việc làm vô nghĩa, bởi bóng đá luôn thay đổi theo thời gian và từng người lại có cái hay riêng của họ. Với Suarez 2015, Levan 2020 và Benzema 2022, ta chỉ có thể khẳng định họ là những tiền đạo hàng đầu thế giới vào thời điểm đó mà thôi. Bạn Doe 6993, xin chào bình luận viên anh Quân. Em thấy Darwin Nunez mùa này đã tự tin hơn hẳn ở mùa trước. Thành tích ghi bàn và đóng góp của N9 cũng rất ấn tượng. Anh đánh giá sao về màn trình diễn gần đây và liệu có thể kết luận là N9 đang là bản hợp đồng thành công của The Kop không? Chúc anh cùng ekip nhiều sức khỏe, em cảm ơn. Đó là một bản hợp đồng đáng chờ đợi của Liverpool và đến giờ phút này thì tôi vẫn thích họ đã có được cầu thủ này. Và bây giờ hãy đến với câu trả lời. Câu chuyện của cá nhân Darwin Nunez vẫn luôn là tâm điểm đánh giá của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ kể từ khi tiền đạo người Uruguay cập bến Liverpool.
Với mức giá khổng lồ mà Liverpool đã chi ra, trung phong người Nam Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp hoàn hảo cho bài toán mà Jurgen Klopp đã cố gắng tìm kiếm lời giải từ lâu. Tuy nhiên, trong một giải đầu tiên cùng với The Kop, Nunes lại chưa thể hiện được đúng với những kỳ vọng từ người hâm mộ cũng như thượng tầng đội bóng. Để rồi sau một năm làm quen với môi trường bóng đá Anh, Nunes đang dần khẳng định được vị thế của riêng mình ở mùa giải này với 4 bàn thắng cùng với 3 được kiến tạo sau 9 trận ở đấu trường Premier League. Xét trên bình diện tổng thể, chân sút người Nam Mỹ cũng đã có tới 7 bàn thắng cùng 5 lần dọn cố trong đồng đội lập công sau 14 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này. Nếu như mùa giải trước người hâm mộ sẽ nhận định rằng Nunes là mẫu tiền đạo có được sự hội tụ của tất cả những yếu tố như tốc độ, sức mạnh và khả năng chiếm lĩnh không gian, những điểm mà anh còn thiếu lại chính là sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Ngay cả mùa giải năm nay, khả năng dứt điểm của chân sút người Uruguay vẫn là điều được người hâm mộ nhắc tới rất nhiều là sau tình huống bỏ lỡ khó tin ở đấu trường Europa League vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách công bằng về những đóng góp của Nunes ở mùa giải năm nay. Không thể làm ngơ trước cú dứt điểm tinh tế của trung phong này trong trận đấu với Bournemouth vừa qua và cùng với đó là khả năng tạo ra áp lực đối với hàng thủ của đối phương. Bên cạnh đẳng cấp đã được khẳng định của những Diaz hay Salah, Nunes đang dần trở thành một mũi khoan mới được huấn luyện viên Jurgen Klopp trọng dụng để tối ưu hóa khả năng tấn công của đội chủ sân Anfield. Dù chưa thể thực sự trở thành một người siêu sao của Premier League, nhưng Nunes đang biết cách để thể hiện cho tất cả thấy rằng anh xứng đáng với số tiền mà đội bóng vùng Merseyside đã chi trả. Bạn Hùng Anh 3640, em chào anh Quân. Em theo dõi anh được 2 năm rồi, lần đầu tiên em đặt câu hỏi. Theo như kiến thức chuyên môn về bóng đá của anh thì anh nghĩ đâu là huấn luyện viên vào thời điểm này phù hợp với Man United nhất để vực dậy đội bóng đây ạ? Có rất nhiều huấn luyện viên giỏi về những sao Man U không trở lại được. Mong anh làm video trả lời em. Chúc anh và ekip ngày càng phát triển. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hãy đến với câu trả lời của tôi ngay bây giờ. Kể từ sau kỷ nguyên thành công với Sir Alex Ferguson, nếu tính cả những huấn luyện viên tạm quyền và chính thức, Manchester United đã trải qua tổng cộng 7 đời huấn luyện viên và Erik ten Hag là người thứ 8. Tuy nhiên, như đã nói, không ai đủ khả năng để vực dậy một quỷ đỏ đã quá bất ổn trong một thập kỷ trở lại đây. Kể cả đó là những cái tên đã khẳng định được trình độ của mình tại đấu trường bóng đá thế giới như Van Gaal hay Mourinho, với lý do có thực sự nằm ở các huấn luyện viên. Có lẽ vấn đề của đội chủ sân Old Trafford phần nhiều đến từ thượng tầng của đội bóng. Không phải ngẫu nhiên mà các fan trung thành của câu lạc bộ lại yêu cầu nhà Glazer phải rời đi nhiều đến thế. Đồng ý là họ đã chi không ít tiền để Man United có thể mang về những bản hợp đồng bom tấn. Nhưng với việc nhà Glazer chẳng biết gì về lịch sử cũng như truyền thống của quỷ đỏ, khiến cho đội bóng này dường như không có được hướng đi đúng đắn. Thậm chí gia đình này cũng nổi tiếng với những giải thoại như không hiểu về luật chơi của môn bóng đá. Và với một thượng tầng bất ổn như vậy, biết đến khi nào Man United mới có thể quay trở lại thời hoàng kim? Hiện tại có rất nhiều những ứng viên tiềm năng có thể thay thế vị trí của Erik ten Hag nếu như chiến lược gia người Hà Lan bật bãi khỏi nhà hát của những giấc mơ, có thể kể đến như Graham Potter, Zinedine Zidane, Ruben Amorim. Tuy nhiên, liệu ai có thể khẳng định họ sẽ thành công khi làm việc với nhà Glazer? Trước mắt, Man United cũng chưa tính đến chuyện thay đổi huấn luyện viên, khi nhiều nguồn tin đang cho biết quỷ đỏ bác bỏ mọi ý tưởng hoặc có sự liên hệ để thay thế huấn luyện viên Erik ten Hag bằng một nhà cầm quân mới. Các nguồn tin của câu lạc bộ đảm bảo những câu chuyện về huấn luyện viên mới là hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Man United có thể sẽ thay đổi nếu đội bóng không cải thiện được thành tích trong 3 trận tiếp theo. Lúc ấy ta mới rõ hơn sự lựa chọn của quỷ đỏ, bởi vào lúc này với những gì mà Man United đang sở hữu, có cảm giác bất kỳ huấn luyện viên nào tới đây cũng không có khả năng đưa đội chủ sân Old Trafford quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Bạn Ngọc Diệp, chào bình luận viên Anh Quân và ekip, em muốn biết là sau kỷ nguyên của Pep Guardiola tại Etihad và khi ông rời khỏi câu lạc bộ này thì liệu rằng Manchester City có giống Man United hiện tại không, vì họ cũng đã từng thống trị EPL và đang phải chật vật tìm lại hào quang quá khứ của chính họ. Mong anh sẽ trả lời vì lần N em đặt câu hỏi rồi. Cảm ơn anh, chúc anh và team nhiều sức khỏe và ngày càng thành công. Và đây là lần mà tôi sẽ trả lời bạn sau sự kiên nhẫn của bạn nhé. Trước khi trả lời câu hỏi rất hay này, tôi muốn cùng các bạn đưa ra định nghĩa về thành công và thất bại. Về Manchester United, họ chính là đội bóng đã thống trị bóng đá Anh kể từ giữa thập niên 90 cho đến tận đầu thập niên 2010 dưới thời Sir Alex Ferguson. Kể từ đó đến nay, Man United đã không đoạt được bất cứ một danh hiệu Premier League nào nữa. Song đó chỉ là câu chuyện của giai đoạn mà thôi. Mặc dù tương đối thất bại về mặt danh hiệu, song nửa đỏ thành Manchester lại tương đối thành công về mặt doanh thu. Hay đúng hơn là họ đang hưởng thụ thành quả từ quá trình xây dựng thương hiệu toàn cầu của Man United những thập niên trước. Thực tế thì doanh thu của Manchester United đã có phần sụt giảm so với kỳ vọng của chính họ theo giai đoạn trôi sụt về mặt thành tích vừa qua. Song họ vẫn có đủ tiền để chi trên thị trường chuyển nhượng để làm tiền đề cho cuộc phục hưng sau này. Về phần Manchester City cũng là một bài toán tương tự. Chúng ta có thể chứng kiến quy trình đầu tư cực kỳ bài bản của giới chủ Ả Rập Xê Út sau một giai đoạn gọi nôm na là đốt tiền lấy tiếng của giới chủ đội bóng. Manchester City ngay lập tức chuyển sang giai đoạn đầu tư bền vững,
Ngay lập tức, từ những ngày đầu tiên đầu tư, họ đã lấy lối chơi đẹp mắt làm kim chỉ nam cho mình. Lần lượt những Mancini, Pellegrini và sau này đỉnh cao là Pep đều theo đuổi trường phái đó. Manchester City đang bước đi trên con đường tạo ra bản sắc cho đội bóng, dù rằng huấn luyện viên có là ai đi chăng nữa. Đó là ý nghĩa của hai chữ Football Heritage, di sản bóng đá đã được Mourinho nhắc đi nhắc lại thời còn làm việc tại Manchester United. Bí mật của Man City không chỉ nằm ở Pep, họ còn có cả một City Football Group đứng đằng sau và bộ sậu tài ba bao gồm ông Soriano và Sigi Berikistan, những thầy phù thủy đích thực trong công tác quản trị thể thao. Nếu Pep rời đi, Man City có thể sẽ tìm huấn luyện viên khác với triết lý tương đương để tiếp nối hệ giá trị ban đầu của mình. Chỉ cần giới chủ không rời bỏ đội bóng cũng như bộ sậu của Man City làm việc ổn định, hệ thống của Man City rất khó bị phá vỡ. Các huấn luyện viên sau này sẽ có thể không thành công như Pep, song để trở nên bi đát về mặt thành tích đến nỗi phải xuống hạng là điều rất khó. Bạn Huy Hoàng, em chào anh Quân, em là một fan của Arsenal, cho em ý kiến của anh về động thái của câu lạc bộ hiện tại. Liệu trận thua trước West Ham có phải là do muốn buông sớm Carabao để giữ chân cầu thủ? Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Buông thời điểm này đã hợp lý chưa? Bởi vì các giải đấu lớn còn chưa thể chắc suất và chắc chắn một điều gì. Cảm ơn anh vì đã trả lời câu hỏi của em. Chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe, cả ekip nữa để ra thật nhiều video hay. Cảm ơn bạn. Hãy đến với câu trả lời của tôi để giải đáp những thắc mắc của cổ động viên Arsenal nhé. Mùa giải năm nay chính là một trong những mùa giải quan trọng nhất. Hay đúng hơn, chúng ta có thể gọi nó là mùa giải bản lề cho tham vọng của các pháo thủ sau gần 4 năm phục hưng. Nhưng với hàng trăm triệu euro đã đổ ra trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal được kỳ vọng sẽ giành được cho mình một chiếc cúp vô địch để đánh dấu cho bước chuyển mình trở thành một đội bóng có số má tại Anh thay vì chỉ là một hiện tượng. Với việc về nhì trong mùa giải năm ngoái, Arsenal đã tham gia tổng cộng đầy đủ 4 đấu trường tại Anh, bao gồm Premier League, Carabao Cup, FA Cup và Champions League danh giá, bất chấp việc họ đã bổ sung nhiều ngôi sao trong đội hình. Song Arsenal thực tế vẫn chưa đạt được độ dày lực lượng như mong muốn, hay nói đúng hơn là đủ về lượng nhưng chưa đủ về chất. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được là liệu rằng Arsenal có chủ động buông bỏ giải đấu Carabao Cup hay không. Song, chúng ta có thể lờ mờ đoán ra ý đồ đó qua đội hình ra sân của các pháo thủ trong trận đấu vừa qua với West Ham. Đó không phải là một đội hình quá yếu, song những cái tên như Fabio Vieira, Trossard, Ray Nelson hay Jakub Kiwior và đặc biệt là Ramsdale không phải là những người thường xuyên ra sân chính thức cho Arsenal tại các đấu trường chính. Nếu pháo thủ có chủ động buông sớm đấu trường Carabao Cup thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Đặc biệt là nếu chúng ta xét về giải thưởng của những đấu trường mà Arsenal đang tham dự. Nếu vô địch Carabao Cup, đội vô địch sẽ chỉ nhận được khoảng 100.000 bảng Anh, tức là chỉ cỡ một tuần lương của một cầu thủ trung bình tại Arsenal mà thôi. Chứ vô địch Carabao Cup thường được đánh giá là mang tính ý nghĩa hay biểu tượng nhiều hơn là về mặt tiền bạc. Trong khi đó có thể nhìn sang FA Cup, một giải đấu mà các đội bóng cũng thường xuyên tung ra đội hình dự bị. Song giá trị của chức vô địch FA Cup là lên đến 2 triệu bảng Anh, gấp gần 2 lần so với Carabao Cup. Nếu chúng ta xét đến số tiền thưởng thu được từ các giải đấu khác, chúng ta sẽ chứng kiến sự chênh lệch thậm chí còn lớn hơn. Trong cơ chế tiền thưởng của Premier League, từ vị trí thứ 2 cách vị trí thứ 7 là hơn 10 triệu bảng Anh, rõ ràng con số trên là giá trị hơn nhiều. Đấy là còn chưa kể, với việc lọt vào top 4 của EPL, Arsenal sẽ được quyền tham dự Champions League và đây chính là giải đấu sẽ cung cấp cho đội bóng ít nhất là 15,64 triệu euro ngay lập tức tiền bản quyền. Dĩ nhiên là chưa có điều gì chắc chắn cả, song nếu như bạn là người quản trị của Arsenal, liệu bạn có nên buông bỏ sớm để tập trung vào các đấu trường còn lại không? Bạn Thắng Man United chào anh Quân, cho em hỏi về trường hợp của Bruno Fernandes. Trước đây thì Bruno thì đá hay ở Man United nhưng lên tuyển thì bị khớp. Bây giờ ngược lại chơi ở tuyển thì hay nhưng về câu lạc bộ phong độ chạm đáy. Tại sao Bruno không chơi tệ hoặc chơi hay ở hai nơi mà mỗi thời một khác với anh? Cảm ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe. Vâng, đây cũng là một câu hỏi rất khó để có thể trả lời. Hãy đến một chút với những suy luận của tôi nhé. Về mặt bản chất, Bruno từ trước khi đến Manchester United đến thời điểm hiện tại đều không có quá nhiều sự thay đổi trong phong cách chơi bóng của mình. Từ lúc anh còn ở Sporting Lisbon, người ta đã chứng kiến một Bruno chơi tương đối tự do và dựa nhiều về mặt cảm hứng. Tại đội bóng thành phố cảng Bồ Đào Nha, Bruno là số 10 và là hạt nhân duy nhất của đội bóng. Tất cả mọi đường bóng đều qua chân anh. Trong giai đoạn đầu tiên ở Manchester United, mọi chuyện đã diễn ra theo một chiều hướng tương tự. Sau rất nhiều lần tỏa sáng trong màu áo của Manchester United, vị trí nhạc trưởng đội bóng càng được xây chắc hơn. Ole Solskjaer chính là người cho phép Bruno được chơi một thứ bóng đá tự do hơn các đồng đội còn lại. Đó cũng chính là thời điểm mà Bruno thăng hoa. Trong khi ở Bồ Đào Nha là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vào thời điểm chớm nở của Bruno, Bồ Đào Nha vẫn còn rất nhiều ngôi sao, nhất là Cristiano Ronaldo. Việc lên bóng bằng Bruno là một câu chuyện cực kỳ rủi ro, nhất là khi anh vẫn chưa có tiếng nói ở trên tuyển. Điều đó cũng phần nào giải thích được việc Bruno chơi tốt tại Manchester United và chơi tệ tại tuyển Bồ Đào Nha.
Sau giai đoạn rực cháy của Bruno tại Manchester United, tình thế của chính anh tại tuyển Bồ Đào Nha đã thay đổi một cách hoàn toàn. Cùng với sự sa sút phần nào đó ở vị thế của Ronaldo và sự vươn lên của Bruno, vị trí chủ công của tuyển Bồ Đào Nha đã đến tay Bruno. Và cứ thế anh phất lên, hàng loạt pha kiến tạo đẳng cấp lẫn vẽ vời được Bruno trình diễn trước mặt chúng ta. Như tôi đã chia sẻ ở nhiều Q&A trước, Bruno là một cầu thủ thực tế rất hợp với môi trường bóng đá tuyển quốc gia, nơi mà trình độ chiến thuật và độ ăn ý giữa cầu thủ trong đội kém rất xa so với cấp độ câu lạc bộ. Trong những giải đấu ngắn ngày cần những giải pháp ghi bàn nhiều hơn là lối chơi, những pha xử lý cá nhân của từng cầu thủ chính là thứ sẽ được đánh giá cao hơn hẳn yếu tố gắn kết. Một ví dụ dễ hiểu hơn rằng mặc dù lối chơi pressing đã thịnh hành ở bóng đá thế giới trong 10 năm trở lại đây nhờ vào các cuộc cách tân bóng đá của người Đức, thì ở môi trường câu lạc bộ vẫn chưa thực sự có nhiều đội bóng dám chơi theo kiểu này vì họ có quá ít thời gian để lắp ghép đội hình và đồng bộ hóa lối chơi. Ở Manchester United, kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải đến nay, Bruno đã gặp không ít những rắc rối khi những huấn luyện viên mới như ông Ten Hag hay trước đó là Ralf Rangnick đều muốn chơi theo một lối chơi áp đặt. Erik Ten Hag đã từng nói rằng muốn biến Manchester United trở thành đội bóng chơi chuyển trạng thái hay nhất thế giới, thì ý đồ của ông thầy người Hà Lan trong mùa giải năm nay vẫn là hướng đội bóng chơi theo hướng kiểm soát nhiều hơn. Những tân binh như Mason Mount, Amrabat, Højlund và cả Onana được mang về để phục vụ cho tham vọng đó. Thế nhưng, ngoại trừ Højlund ra thì cả ba cá nhân còn lại đều cần thời gian hòa nhập với Manchester United. Về phần Bruno có thể hay với điều kiện Manchester United chọn một lối chơi thiên về phản công. Thế nhưng tiền vệ người Bồ là người không phù hợp nhất trong một hàng tiền vệ cần kiểm soát bóng. Nguyên nhân đến từ xu hướng của Bruno Fernandes, chúng ta vẫn chưa rõ đây là ý đồ của ông Ten Hag hay Bruno vẫn chơi theo một thói quen cũ. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những pha bóng mà Bruno chỉ cần có bóng là thực hiện những đường phân bóng rất rủi ro. Bạn Phong Nguyễn, em chào anh, mấy lần đặt câu hỏi mà chưa được lên sóng. Anh cho em hỏi Man United đi xuống thảm hại như hiện tại, phần nhiều đến từ lý do cá nhân hay do sự xuống phong độ của cả một tập thể? Nhà Glazer có trách nhiệm gì cho sự đi xuống của tập thể này không? Mong anh trả lời và chúc toàn ekip nhiều sức khỏe. Vâng, rõ ràng có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó. Hãy đến với những giải thích của tôi nhé. Dù có cố gắng dùng những lời hoa mỹ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận rằng Manchester United đang chịu một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Mà cuộc khủng hoảng này vốn dĩ được tạo ra từ trước đó rồi, từ cả những yếu tố khách quan đến chủ quan. Đầu tiên, xét về mặt yếu tố kỹ chiến thuật, ý tưởng của Erik ten Hag rất nhiều người hiểu. Ông muốn đẩy cao cường độ pressing của Manchester United lên thay vì cứ thi đấu theo kiểu chỉ biết phòng ngự phản công như cũ. Việc đưa về Mason Mount, Rasmus Højlund là những người mạnh về cường độ thi đấu đã thể hiện tham vọng đó. Thế nhưng thay đổi thì cần một quá trình dài, và việc ông cứ cố gắng hòa nhạc trưởng Bruno Fernandes vào vai trò chủ công trong ý tưởng chiến thuật mới là hoàn toàn không khả thi. Thứ hai chính là các vấn đề nhân sự của đội bóng. Vấn đề nhân sự của Manchester United đã lan rộng ra trở thành câu chuyện về mặt tâm lý của toàn đội. Người ta đang chứng kiến một Man United thiếu sức sống, thiếu cả những động lực và mất phương hướng, ngay cả khi họ ngồi dự bị. Cuối cùng chính là câu chuyện về nhà Glazer. Nếu nói nhà Glazer có lỗi thì cũng không sai. Nhưng nếu bảo nhà Glazer lên nhận trách nhiệm nặng nề nhất thì có phần không hẳn đã chính xác. Dưới góc độ của nhà đầu tư, gia đình nhà Glazer không cần phải đầu tư quá nhiều tiền thêm vào một tài sản mà họ đã bỏ tiền ra mua. Với việc Manchester United kiếm được nhiều tiền, họ đã cấp cho Quỷ Đỏ đủ số tiền để chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng rồi. Hàng loạt bản hợp đồng được mang về để chứng minh cho điều đó. Song vấn đề của Manchester United không phải là câu chuyện về tiền. Nếu có chi ra thêm tiền thì đó vẫn chưa hẳn là một tín hiệu tốt khi nó sẽ càng khoét sâu hơn vào thuế Manchester United trên bàn đàm phán mà thôi. Vấn đề của Quỷ Đỏ hiện tại lại nằm ở cái cách mà họ chi tiền, một kế hoạch chi tiền vô tội vạ và thiếu định hướng của đội bóng, hay người ta gọi một cách mỉa mai là old school. Đây là một cách làm việc có xuất phát từ thời Sir Alex Ferguson, khi nhà Glazer tập trung vào làm kinh tế và để toàn bộ câu chuyện phát triển đội bóng vào tay một mình Sir Alex Ferguson. Thế nhưng bóng đá đã thay đổi quá nhanh và cách làm bóng đá đó không còn đúng nữa trong bối cảnh hiện tại. Việc có một ông chủ mới cũng là một điều không tệ, nhất là khi Sir Tim đã có kinh nghiệm quản lý ở Nice tại Ligue 1. Hy vọng rằng ông chủ mới của nửa đỏ thành Manchester sẽ mang lại đội bóng này một cách làm bóng đá bài bản và thống nhất hơn đời chủ trước. Vậy là chúng ta đã cùng trả lời tất cả những câu hỏi của Q&A tuần này. Vẫn là những câu hỏi rất thú vị và cảm ơn các bạn đã luôn đặt câu hỏi cho tôi trên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân. Còn bây giờ là lời tạm biệt.